Đồng hồ này thì mình nghĩ là rất là dễ dùng. Đồng hồ này là dễ dùng nhất trong các loại đồng hồ mình hướng dẫn các bạn rồi đó, vừa dễ dùng mà vừa chất lượng nữa ha, vừa nhiều chức năng nữa, dễ dùng chất lượng nhiều chức năng mà hình to. Nói chung đồng hồ này là mình thấy là best, là tốt nhất các bạn, là thấy cực kỳ ngon cho anh em mình rồi đó. Nên anh em nào xài là thấy rất là ngon đồng hồ này rồi đó các bạn ha. Rồi bấm nút HZ ha, đây nút có nút HZ này các bạn, đây nút HZ này ha, ta bấm vô đây một cái ra tần số ha, hiện tại bây giờ là 49,9 Hz ha, là 50 Hz các bạn. Bấm cái nữa ra phần trăm ha, phần trăm các bạn ha, ra phần trăm ha, rồi hiện lên trăm rồi. À, chào các bạn ha, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn các sản phẩm đồng hồ khá là hot hiện nay, cũng khá là hot các bạn. Đây thì trong các loại đồng hồ mình thấy loại này là gọi là dễ dùng nhất luôn các bạn, thiệt luôn, loại này dễ dùng nhất luôn á, dễ dùng mà vừa chất lượng cao nữa. Và đây là loại FI76 ha, đây đây FI76, đây loại này rất là dễ dùng luôn, và nó gọi là nó vừa dễ dùng nè, vừa chất lượng nữa nè, dùng rất là ngon của bạn. Đây và đây là cái giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt của nó nè. Bên mình bán á, thì lúc nào cũng có giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt ha. Rồi đây một vài thông số ha, đây một vài cái chức năng đo luôn ha các bạn. Đây đây nè đó, thì các bạn khi mua bạn có thể đọc thử trước khi dùng, thì ở đây mình sẽ không có đọc, mình sẽ giới thiệu bạn luôn cho nó nhanh ha. Chung là sẽ có một cái hướng dẫn như vậy, và các bạn không quên mình, các bạn sẽ được chọn chế độ bảo hành từ từ không bảo hành luôn cho tới bảo hành một một năm, không bảo hành, bảo hành 1 tháng, bảo hành 3 tháng, 6 tháng và 1 năm, có 5 chế độ bảo hành đó. Bạn chọn chế độ bảo hành nào mình sẽ báo giá theo chế độ bảo hành đó ha. Bạn liên mua thì liên hệ trên đây. Rồi đây là dây đo kèm theo, đồng hồ này sử dụng 3 viên pin ha, 3 viên pin, 1 3 viên pin 1,5 V, là sách sử dụng bằng tiếng Trung Quốc nó thôi, đồng hồ này dán của Trung Quốc ha, rồi của hãng Fuyi các bạn, Fuyi này của cái hãng đó nè, hãng Fuyi ha. Đây, rồi nói chung là cái vỏ ngoài là như vậy, dân điện chúng ta thì chỉ cần chức năng bên trong thôi, cái vỏ sau thì là cũng cũng chỉ một phần nào đó thôi các bạn ha. Đây thì phía sau này nó sẽ có cái gì chúng ta lắp pin nè, thì mình đã lắp vô rồi ha, mình đã lắp pin vô rồi, đây thì cũng khá là dễ thôi. Đây có hai cái này để chúng ta gắt gắt cái que đo vô, đây là que đo của nó nè, cũng khá là xịn các bạn. Đây que của nó đi theo kèm kèm theo máy cũng khá là xịn ha. Đây đây khá là xịn ha, đây sẽ mở ra luôn test cho bạn coi luôn mà. Rồi đây đây đó. Đây cái phía sau này nè, cái này nè thì để chúng ta để cái que vô vị này ha, chung là chúng ta để gắt que đó các bạn, làm sao là tùy các bạn đó. Để quét gắt que đi, gắt vô vị nè, hoặc là gác cho nó, chung bạn gác vô là được ha, không gác vô cũng không sao, bạn dùng không đeo, và đa số mình không có gác, bạn mình để mình đo ngoài luôn, không để gác cái que. Ở đây là cái này để dựng lên ha, đây đó. Rồi rồi thì bên đây sẽ là chính là màn hình rất là to, màn hình to cho chúng ta dễ dàng chúng ta là sử dụng ha. Trên đây có một cái bóng led đó để như cái đèn pin ha, và đây là cái chỗ để kiểm tra NCV. Thì điều đặc biệt mình test của đồng hồ này á, là cái mức độ độ nhạy á, cái độ nhạy NCV của nó là rất là cao, để xa mà nó cũng vẫn kiểm tra được bạn, để xa hơn những cái loại khác thì nó cũng vẫn gọi là kiểm tra được, còn những loại khác phải để gần gì nè nó mới lên, loại này để xa mà nó cũng hiển thị luôn đó, nó nhạy ra cái đó. Thì mình nghĩ cái này là chức năng NCV của nó là tốt 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 nhất, tốt tốt hơn mấy cái loại mình đã giới thiệu trước như S4 hay là S1 hay là TE21E gì đó, thì cái này là tốt nhất nè, kiểm tra NCV, kiểm tra điện âm tự, kiểm tra điện phát hiện dòng điện là cái này là tốt 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 nhất luôn. Đây là một vài cái thang cắm nè, thì một điều đặc biệt nữa là cái này không đo được nhiệt độ nha, cái này không đo được nhiệt độ, nhưng mà đối với thợ điện thì nhiệt độ cũng đôi khi cũng không cần đo ha, thợ điện thì nhiệt độ đôi khi không cần đo. Bên ngoài nó sẽ có một cái lớp vỏ nhựa như này, khi gớt sẽ không có bị hư ha. Đây đây đó, rồi mình đây gắn pin vô rồi ha, thì đây có một cái miếng nắp đo này, đây đây là đo tụ ha, nếu đo tụ chúng ta gạt qua đây, đây là đo điện trở nè, đo diode và đo chuông thông mạch á, chúng ta gạt qua đây, đây là đo milivolt thì chúng ta gạt qua đây, gạt qua chỗ này, đo volt thì gạt qua đây,
sẽ kèm theo luôn á, nó kèm theo là đo tần số với phần trăm luôn. Rồi gạch qua đây, đây là đo điện một chiều, gạch qua đây, NCV gạch qua đây, đo tần số với phần trăm gạch qua đây, đo micro ampe gạch qua đây, đo miliampe gạch qua đây, đo ampe gạch qua đây. Đó, thì nói chung là ta muốn đo chức năng nào chúng ta gạch qua chức năng đó, đã có hình hết trơn rồi, đã có hình thì rất là dễ hiểu rồi, nó rất là dễ hiểu luôn. Đây mình sẽ mở lên nè, đó, màn hình rất là lớn các bạn ha, màn hình rất là lớn. Đây là nút hold để giữ giá trị đó, hoặc là chúng ta nhấn vào chúng ta giữ ha, nhấn vào và giữ 2 giây, 1 2, đó nó sẽ sáng cái đèn lên, sẽ có đèn nền chúng ta ha. Rồi chúng ta muốn bật đèn lên, đây là hình cái đèn nè, thì đèn của đèn này đó 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 đó, còn đèn nền là ở đây ha, đèn nền là ở chỗ này đó đó, bật đèn nền cho bạn dễ nhìn đi ha. Rồi đây là những nút để chọn thôi, để chọn thôi, đây tần số hoặc là phần trăm mình chọn cái nào, mình sẽ thử cho bạn xem luôn cho nó dễ hiểu, nhưng mà lý thuyết thì nó cũng hơi rườm rà, xin chung mình ta xài chúng ta mới biết được cách nó sử dụng như thế nào các bạn ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cắm que vô trước cái đã. Rồi đầu tiên chúng kiểm tra cái chức năng NCV chứ đi ha. Đây chúng ta gạt qua chữ NCV, rồi như vậy là xong rồi đó, chúng ta hãy đưa vào ổ điện chúng ta kiểm tra, thấy không? Đó, thấy không? Thấy kêu không? Đó. Ha, đây, để gần thì nó sẽ kêu nhanh hơn. Đó. Rồi, đó là chức năng kiểm tra NCV các bạn ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình kiểm tra đo điện một chiều. Thì kiếm một cái pin để đo cho các bạn xem ha. Rồi ở đây mình có một con pin 9V cũ nè, pin 9V cũ, biết còn pin không, mình sẽ đo thử cho bạn xem ha. Đầu tiên mình nếu chúng ta đo, chỉ nếu bạn đo ampe thì cắm vô đây, nếu các bạn không đo ampe hiện tại cắm vô những thay còn lại, chỉ đo ampe mới cắm vào đây thôi. Nói chung là ampe thì chỉ dành cho thợ thôi ha, thì còn các bạn nếu bạn không phải là thợ, chúng ta mua về chúng ta dùng sơ sơ thôi, chúng ta chưa hiểu rành về đồng hồ, thì chúng ta không dùng chức năng đo ampe ha. Chức năng đo ampe nếu chúng ta đo sai rất là nguy hiểm ha. Dù là nó có cầu chì đó, nhưng mà nó nổ một cái là ảnh hưởng tới con linh kiện khác ha. Bạn bỏ qua đi, chứ nói dù bạn nào thợ thì tự biết rồi. Còn ai không phải thợ thì chúng ta bỏ qua chức năng đó đi ha, coi như là không dùng tới. Nguy hiểm lắm. Rồi bật đèn lên, rồi sẽ đo pin thử ha. Mình đã quặn qua cái V này rồi, là chức năng đo pin nè. V có 3 gạch nè. V ba gạch là đo điện một chiều, thì pin là điện một chiều, ta đo pin ha, gỡ cái que này ra cho dễ đo nè. Đó, rồi que rất là dài đây, rồi hiện tại lên 8,1 V, bạn pin này hết rồi ha, pin này 9V mà còn 8,1 rồi, coi như vứt rồi đó, pin mới là tới khoảng 10V lận. Rồi 8,1 ha, đây đó, đo ngược lại thì cũng không sao đâu, nó sẽ có dấu âm thôi ha, đây dấu âm ha, đây dấu âm. Rồi đó là chức năng đo von rồi đó, đó đo von một chiều, đo pin, ắc quy cũng vậy, ắc quy cũng tương tự ha, giống như pin vậy đó. Rồi chúng ta thử cái chức năng đo chuông đi, đo thông mạch nè, điện trở. Hiện tại đang chức năng đo ôm các bạn ha, đây chức năng đo ôm, hiện tại đang là chức năng đo ôm nè, thấy có chữ ôm nè, ký lô ôm rồi nè, thì đó là chức năng đo ôm, đã là đo ôm thì chúng ta chập lại nó không kêu đâu ha, chập lại nó không kêu đâu, nó sẽ hiện lên là cái hiện tại giờ cái que chúng ta đang là không ôm nè ha, đây không ôm nè. Rồi mình sẽ kiếm con điện trở mình đo thử cho các bạn xem. Điện trở thì hiện tại là mình có con này, không biết nhiêu nữa, đây cam trắng cam ha, không biết nhiêu, đo thử đây. Quát quấn vô, mình ngu lắm bạn, mình không biết điện trở nhiêu ký chứ. Rồi 39 kg ha, đây lên rất nhanh luôn, giờ quấn vô lại lên liền luôn, 39 kg ha. Rồi hiện tại có con nào đó song song, con nào đó nói tiếp nè, mình đo luôn rồi bao nhiêu, ta quấn ta lấy cái tay ra cho đo cho chính xác. Rồi con này hiện tại là 9,8 kg, cái này là con này 10 kg ha. Đây bạn nhớ đọc đơn vị dưới đây nha, ca ôm là ký nè đó. Rồi đó là đo ôm rồi ha, giờ bạn đây là đo ôm, bữa bạn muốn chọn qua đo thông mạch á thì chúng ta bấm vô đây ha, qua đó có hình cái chuông, có hình cái chuông là đo thông mạch ha, có hình cái chuông là đo thông mạch nè. Rồi chập về lại kêu nè,
ha. Đó. Ok, đó là đo thông mạch rồi. Chúng ta bấm một cái nữa. Rồi, là đo diode ha. Diode ở đây mà không có diode để đo. Đây có bóng led. Như các bạn đã biết, bóng led cũng là một loại diode ha. Bóng led cũng là một loại diode. Rồi. Chúng ta test diode này coi nó sao ha. Không có gì hết nè ha. Không có gì hết nè. Đây lại lên đây. Đây. Không có gì hết ha. Rồi, ta quay chiều lại. Đổi chiều lại. Đây, lên sáng đèn. Lên số. Rồi vậy là ok. Diode này chỉ thông một chiều, vậy là ok. Rồi. Đó là chính xác diode. Rồi về đo tụ sao ha? Đo tụ thì chúng ta gạt qua nút này. Đây. Đây cái hình ký hiệu của tụ nè, gạt qua. Rồi. Vậy là ta đo thôi, không cần phải, nó dùng rất là dễ dùng, đồng hồ này mình nghĩ rất là dễ dùng so với tất cả các loại đồng hồ khác luôn á. Rồi, ta đưa vô cho đúng cực ha, âm âm dương dương ha. Rồi, tụ này tụ 33. Rồi, lên nhiều, giữ khoảng vài giây các bạn, đo tụ phải giữ vài giây. Rồi, lên 35 ha, tụ 33 mà lên 35 gì là ok rồi ha. Đây, tụ 33 đây. Rồi, lên 35, rồi gì ok rồi, ta lấy ra thôi. Rồi, vậy là một vài chức năng đo nó đơn giản khá là gì vậy ha. Sẽ đo thử điện 220. Đo điện 220 cho các bạn xem. Đây. Chúng ta sẽ gạt qua cái mặt thang mà V ngã nè, thấy không? V ngã nè. Rồi. Đó, gạt qua thang V ngã này. Đây, rồi. Mình chỉ hướng dẫn các bạn những cái cơ bản thôi nha, còn những cái gọi là chi tiết thì các bạn chúng ta về chúng ta tự mò hoặc là thợ thì đã biết rồi, không cần phải hướng dẫn những cái thứ chi tiết đâu các bạn. Cũng giống như cái loại đồng hồ khác thôi. Rồi, ta đưa hai que vô ổ điện ta đo ha. Nhớ cẩn thận nha các bạn, thì 220 là nguy hiểm. Đây, đã lên ha. 200. Trời ơi. Để mình cầm cho hợp lý rồi. Các bạn phải để cho tiếp xúc tốt với cái cực của cái ổ điện, nếu không sẽ không lên điện cho bạn coi đâu ha. Đây đây đây. Và bấm nút hold lại nha, bấm nút hold lại ha. Hold lại rồi, mình lấy ra mình coi cho nó dễ. Rồi đây. Hiện tại là 221V ha. AC ha. Đây. Rồi hiện tại mình đã hold lại rồi, mình bấm cái nữa cho nó về số 0 lại nè. Đó, về 0 lại rồi. Mình đo tần số các bạn xem ha. Rồi. Chúng ta cũng để cái thang đo volt nó luôn. Vẫn để cái thang đo volt này mà chúng ta đưa vô ổ điện nè. Rồi, chúng ta sẽ bấm nút HZ ha. Đây, nút có nút HZ này nè các bạn. Đây. Nút HZ này ha, ta bấm vô đèn cái. Ra tần số ha. Hiện tại bây giờ là 49,9 Hz ha. Này 50 Hz các bạn. Bấm cái nữa. Ra phần trăm ha, phần trăm các bạn ha, ra phần trăm ha. Rồi. Hiện lại trăm rồi, thì bấm cái nữa thì lại về ra volt lại ha. Ra volt lại bấm cái nữa. Thì nó ra tần số. Bấm cái thì nó về phần trăm, bấm cái thì ra volt lại ha. Rồi. Hoặc là chúng ta có thể đưa lại gần mà chúng ta không cần đo tần số nè. Ví dụ, bạn ta muốn đo tần số phải không? Chúng ta vẫn gạt qua cái thang này. Thang V này. Chúng ta bấm qua chức năng tần số nè. Đây. Nó sẽ volt phải không? Đây là AC nè, bấm một cái qua tần số nè. Chúng ta đưa lại gần. Sẽ tự động hiện luôn. Ha, tự động ra tần số luôn là 50 Hz nè. Đó, không cần phải dùng que ta đo gì cả, vẫn biết được tần số ha. Rồi. Đó là những chức năng gọi là cơ bản. Video này mình không hướng dẫn các bạn đo ampere, vì ampere là chỉ dành cho thợ đo. Các bạn không phải thợ thì mình cũng không hướng dẫn các bạn ha. Nếu bạn nào thắc mắc hoặc là muốn tìm hiểu về cái thang đo ampere thì các bạn hãy liên hệ số điện thoại của mình ha, trên đây, Zalo ha cũng được. Còn về những cái thang khác mình không giới thiệu với bạn như là thang HZ nè, thì cũng nói chung là cũng tần số, bạn dùng thang này luôn cũng được, không dùng thang này cũng được. Nói chung là người ta đưa lại gần thì nó sẽ hiển thị lên, hoặc là người ta đo bằng dùng video người ta đo, dụng như vậy ha. Đây, hiện tại đang ở thang đo tần số nè. Đang chức năng hiển thị tần số nè. Rồi mình đo thử cho bạn xem. Đây. Ra 50 Hz ha. Đó. Rồi. Nói chung là những chức năng khác như là milivolt thì ta ít dùng tới ha. Chỉ dùng cho thợ dùng milivolt thôi. À, milivolt ha. Rồi là cũng ít dùng tới. Thợ dùng nè. Rồi ampere, những nào liên quan tới ampere cũng chỉ thợ dùng mà thôi. Chúng ta nếu người gọi là dân thường để dùng thôi á, ta dùng chức năng NCV, volt một chiều, volt xoay chiều, chức năng thông mạch chuông điện trở, diode, tụ gì là đủ dùng rồi ha. Đó với những người thông thường thôi, còn những người mà chuyên sâu mới dùng những chức năng còn lại thôi các bạn ha. Rồi video đến thúc, bạn nào cần hãy liên hệ với mình ha.
Cảm ơn bạn đã xem video của mình.